Chào các anh chị em ngân tra thân mến, coi cả nhà mình đi dạo nghe cả nhà. coi quay chồng của mình chốt. Coi hai cha con nữa kìa. Cả nhà nhìn hai cha con kìa cả nhà. Đó, thấy chưa? Biển động đâu tắm biển được đâu, giờ đi ra đây dạo. Vàng không cả nhà? Kim ơi, chào. Cả nhà thấy không? Nó ra đây nó chạy nhảy. Quay hai cha con. Đó, gia đình của mình đó cả nhà, gia đình mình có 4 người thôi. Cả nhà ơi, hôm nay biển động không có ai hết trơn cả nhà, dám quay luôn, không có người luôn. Đó, cả nhà thấy biển động không có ai hết trơn, đó. Biển không có ai hết trơn, dám quay à? Ôi, con chó cưng ghê, chó có ai mới cưng ghê, quay. Ôi, cái nè. Đưa cát làm tuốt trên đây luôn xong cả nhà. Bãi biển rộng ghê mà hồi tối người ta coi bắn pháo bông đông nghẹt hết trơn rồi. Tuốt ơi. Không ai chơi. Bãi biển rộng tơi tả. Ôi ta coi có bông nghẹt người vậy. Trời ơi, con nhỏ nó chạy nó đi chơi rồi cả nhà ơi. Thích đi. Trời, khu chơi của con nít. Đó cả nhà, cái bãi biển này rộng vậy á cả nhà. Rộng tuốt miệt dạng dữ luôn cả nhà ha, xa lắm luôn. Đó. Là
Ở đợt luôn dính theo biển rộng lắm luôn cả nhà. Gia đình mình đi dạo biển không có tắm nữa, bởi vì biển nó động mà sóng nó lớn quá nên không có tắm. Còn cả nhà thấy bây giờ người ta cũng đâu có tắm không, động nó người ta đâu có ai tắm đâu, bãi biển nó rộng dài luôn. Ở đây người ta bắn pháo bông lễ Quốc Khánh nên tới ngày này tháng này người ta đi đông nha cả nhà, biển đầu mùa nhưng mà người ta vẫn đi đông. Nó kêu, nó kêu ba nó ngồi. Hai cha con à. Thôi à, lâm mấy chân đi. Lấy mấy chân đi kim. Nhà thấy biển mà căng tin tan đông vậy hả? Nhà hàng đây bán đông lắm cả nhà. Quán ăn nhà hàng ở biển này trời chiều nó bán đông lắm. Cả nhà thấy đã đông rồi không? Chịu nổi không? Marcher dans l'eau. Hein? Marcher? Là cha? Comme ça, il dit. Ủa, ngộ ghê, ta làm gì cả nhà? Ta tập đi bộ chứ biển. Ok. Ơi, ta tập đi bộ chứ biển. Biển động nhưng mà nó vẫn cạn à bà. Nhà thấy cái trụ đỏ nè, tối tôi bắn pháo bông trên trụ đỏ này nó hàng gì mình nói sao mình đi biển hoài mình thấy cái người ta thay cái đường đi ra mà có cái trụ đỏ cao gì biết để làm gì. Vậy tao bắn pháo bông cái biển này năm nào ta cũng bắn pháo bông lễ Quốc Khánh hết nha cả nhà, ai cũng chúng tới đây coi hết trơn. Hàng gì trọng phí biết nên thầm phí chở đi biển này, biển này là ta để tao bắn pháo bông á, bắn pháo bông nó cánh. Nhà thấy xe đẹp không? Cả nhà muốn đi xe này không cả nhà? Nhìn xe. Cái xe ở cửa. Ta đi bộ dưới biển cả nhà. Đó, ta tập đi bộ dưới biển à. Ở nhà đi gần tới đây luôn rồi, người ta tập kìa đó. Ở nhà cả nhà biển mà gió cũng hơi lạnh lạnh cả nhà, ta tập cái gì đó. Cả nhà thấy biển em tắm bự bự vậy đâu tắm biển này tăng ngàn hết trơn trong bữa nay biển không ai nhờ. Cả nhà cái cả nhà
chợ dọc cạnh biển thì không tắm, coi có biển có tắm không, ai về tao không ai chơi, tạm biệt cả nhà nha.